Thầy Tử Vi tiết lộ, tháng 8 xuất hiện tuần lễ vàng. Ất Tỵ sinh năm 1965, ông tài nhà vía, tiền tỷ cầm tay. Duyên lành khi phong thủy phát tài được đồng hành cùng quý vị khán thính giả tuổi Tân Sửu trong chuyên mục giải tướng số đoán vận mệnh quý mới nhất. Để ủng hộ ban biên tập chương trình, quý vị hãy like và đăng ký kênh. Ngay sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Vâng, thưa quý vị thân mến, thiện ác của mỗi người đều là nhân quả khó tránh khỏi. Có khi nghiệp chướng đến với kẻ xấu, có thể không xuất hiện ngay, nhưng lòng tốt là sự đầu tư không bao giờ mất tiền. Đừng vội vàng tham hưởng hồng phúc, chỉ cần bạn luôn tin rằng người sống tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng. Chỉ cần bạn sẵn lòng chờ đợi thì phần thưởng tốt sẽ tới với bạn, sẽ không bao giờ vắng mặt. Có một câu nói rằng, phần quà cho những hành động tốt không nằm ở sự khen ngợi của người khác mà nằm ở sự thanh thản của chính mình. Làm việc thiện thì tâm sẽ thoải mái. Xin hãy luôn tin tưởng vào nhân quả, từ đó biết mệnh cải mệnh là điều có thể. Và trong thời điểm tháng 8 âm lịch tới, quý mệnh chủ hãy cùng phong thủy phát tài đi tìm cách lý giải, chiêm nghiệm lá số con giáp của mình, từ đó tránh hạn, tránh tà ngay sau đây, quý vị nhé! Tháng 8 âm lịch là khoảng thời gian hung cát đan xen đối với người tuổi Ất Tỵ. Có những khoảng thời gian bạn thấy mình đạt được thành tích cao, phát triển nhanh chóng, nhưng cũng có những lúc bạn cảm thấy bi quan, buồn phiền vì những rắc rối xảy ra liên tục. Tam hợp chiếu mệnh cho thấy con đường sự nghiệp của bản mệnh phát triển theo hướng khá tích cực. Nếu bạn xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa thì không lo không có người giúp khi vướng phải khó khăn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cẩn thận bởi kẻ tiểu nhân vẫn luôn rình rập quấy phá bất cứ lúc nào. Phương diện tiền bạc lúc trôi chảy, lúc lại vướng phải rắc rối, bạn nên bình tĩnh để phân tích và tìm ra hướng đi hợp lý cho mình. Khi gặp khó khăn, bạn cũng chớ suy nghĩ bi quan, tốt nhất nên trao đổi với người có kinh nghiệm. Để được giúp đỡ, bạn không cần thiết phải gánh vác mọi việc một mình. Chuyện tình cảm gia đạo tốt hay xấu thì phần lớn cũng phụ thuộc vào cách hành xử của bạn. Tiếp theo chương trình là luận giải chi tiết. Thứ nhất, tử vi sự nghiệp tuổi Ất Tỵ tháng 8 năm 2024. Xem tử vi tháng 8 năm 2024 tuổi Ất Tỵ âm lịch thấy rằng sự nghiệp của người tuổi Tỵ có tốt có xấu trong khoảng thời gian này. Vì thế, bạn không được cho phép bản thân mình lơ là. Cho dù là trong công việc quen thuộc hay những nhiệm vụ có vẻ vang tiến triển trôi chảy đi nữa. Cục diện tam hợp nâng đỡ cho thấy thời điểm này các công việc bạn thực hiện sẽ đạt được kết quả khá tốt, cốt là bạn chịu quyết tâm cố gắng. Những người tham gia vào thi cử hay tuyển dụng cũng có cơ hội để thể hiện tài năng của mình và gây ấn tượng tốt với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn cũng thường xuyên được mọi người xung quanh giúp đỡ khi gặp phải khó khăn. Một số người còn giới thiệu cho bạn cơ hội để phát triển, cốt là bạn có dám nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên, con giáp này cũng không được lơ là trước sức ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tử và hung tinh ngũ quỷ. Kẻ xấu vẫn luôn rình rập để tìm cơ hội hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Vì thế, bạn chớ nên gây ra lỗi sai đáng tiếc để kẻ xấu lợi dụng hạ bệ bạn hoặc là cướp mất công lao của bạn. Khi khó khăn xảy đến, bạn cũng nên động viên bản thân suy nghĩ lạc quan tích cực hơn, không nên giấu những căng thẳng áp lực mà mình phải chịu trong lòng. Lối suy nghĩ bi quan chẳng đem lại bất cứ tác dụng gì, thậm chí còn khiến bạn dần thụt lùi. Thứ hai là tử vi tài lộc của tuổi Ất Tỵ trong tháng 8 năm 2024. Căn cứ tử vi tháng 8 năm 2024 của tuổi Ất Tỵ âm lịch, phương diện tài lộc khá bấp bênh khiến người tuổi Tỵ khó có thể yên tâm trong tháng này. Bạn cần phải cẩn thận trong mỗi quyết định mình đưa ra, nếu không thì kế hoạch đang suôn sẻ đến mấy cũng có thể lâm vào ngõ cụt. Thực tế thì thời điểm này các mối quan hệ xã giao của bạn đang tiến triển khá tốt đẹp, bạn có thể gặp được đối tác hoặc là khách hàng triển vọng. Nếu nhanh chóng triển khai hợp tác làm ăn thì có thể kiếm về một khoản khá khẩm. Một số người gặt hái được thành tích khá trong công việc cũng dễ nhận được phần thưởng nóng của công ty. Hãy coi đây là động lực cố gắng chứ đừng vội hài lòng với thực tại và dậm chân tại chỗ nhé.
Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh cũng đem lại cho bạn ít nhiều rắc rối trên phương diện tài lộc do có kẻ tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh phải thận trọng trong các mối quan hệ, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người khác. Với người vừa bước chân vào một lĩnh vực mới nào đó thì cần bình tĩnh để nghe ngóng tình hình, không nên quá vội vã trong quá trình làm giàu. Hãy dành thời gian để đánh giá tình hình thực tế, năng lực bản thân cũng như tính khả thi của kế hoạch đề ra. Thứ ba, tử vi tình duyên gia đạo của tuổi Ất Tỵ trong tháng 8 năm 2024. Theo tử vi tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, nếu muốn cảm nhận hạnh phúc trong tháng này thì người tuổi Ất Tỵ cần chú ý đến cách hành xử và lựa chọn của bản thân. Đối với những người vẫn còn đang chịu đựng những tổn thương trong quá khứ thì bạn nên cố gắng để vượt qua. Đừng để những người không xứng đáng đã đi ngang qua đời mình cản trở mình đến với niềm hạnh phúc trong tương lai. Các cặp vợ chồng sẽ khó tránh khỏi chuyện tranh cãi mâu thuẫn trong tháng này. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất không nên kéo dài cuộc tranh luận. Hãy đợi khi cả hai đã bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn thì hãy tiếp tục thảo luận với nhau. Ngoài ra, bạn cũng không nên quá xét nét những khuyết điểm hoặc là lỗi sai của nửa kia, nhất là khi đối phương không hề cố tình làm như vậy. Vợ chồng nên bao dung và tìm cách dung hòa các điểm khác biệt thì bầu không khí gia đình mới có thể hài hòa ấm áp. Thứ tư là tử vi sức khỏe của tuổi Tỵ tháng 8 năm 2024. Xem tử vi tháng 8 năm 2024, tuổi Ất Tỵ âm lịch thấy nhiều khó khăn, biến cố ập đến khiến cho sức khỏe của nhiều người tuổi Tỵ cũng phải chịu ảnh hưởng không ít thì nhiều. Con giáp này cần nhắc nhở mình suy nghĩ tích cực hơn, bởi vì nếu suốt ngày buồn phiền bi quan thì bạn sẽ chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ điều gì mà thôi. Hãy tin tưởng mọi người xung quanh nhiều hơn và tâm sự những khúc mắc của mình với đối phương. Nếu tìm được người lắng nghe, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí bạn còn được đối phương chỉ cho những hướng đi triển vọng. Thứ năm là cẩm nang vượng vận tháng 8 năm 2024. Khẩu quyết: đề phòng kẻ tiểu nhân, không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Quý nhân của bạn là Ngọ và Hợi, tiểu nhân là Dậu và Thìn, màu sắc may mắn là tím và hồng. Tiếp theo chương trình là bói mệnh số các tuần trong tháng 8 âm lịch, để từ đó luận giải ra tuần may mắn và phù hợp để làm việc lớn cho con giáp tuổi Ất Tỵ. Con giáp có dự định lớn nên theo dõi thật chi tiết để chiêm nghiệm nhé. Tuần đầu tiên từ ngày mùng 1 đến mùng 7 âm lịch. Tuần này cho dù xảy ra xung đột, tuổi Ất Tỵ cần phải kiềm chế tính thái quá thẳng thắn và nóng vội, bởi điều này có thể làm tổn thương không chỉ người khác mà còn chính bản thân. Thái độ quá nóng vội có thể tạo ra những hậu quả không mong muốn. Bản mệnh nên chú ý đến cảm xúc của mình trong tuần này, đặc biệt là khi bạn cảm thấy giận dữ về những chuyện không đáng. Việc này có thể làm cho người khác không hài lòng và gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc và thể hiện sự kiên nhẫn và dễ tính. Dù có một số trở ngại đầu tuần do sự xuất hiện của kiếp tài, nhưng với tính tích cực và sự tập trung, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành nhiều công việc quan trọng vào cuối tuần. Tuổi Ất Tỵ cần đặc biệt cảnh giác về khả năng có chuyện kiện tụng hoặc là rắc rối pháp lý vào tuần này, vì điều này có thể gây hại đến sức khỏe của bạn. Hãy tìm cách tách biệt khỏi những tình huống tiêu cực để bảo vệ tinh thần và sức khỏe của mình. Tuần thứ hai, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Tuần này tuổi Ất Tỵ cần nhớ rằng không nên quá cố chấp hoặc là cứng đầu trong quá trình giải quyết vấn đề. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy tìm đến sự giúp đỡ từ đồng nghiệp thân thiết và lắng nghe ý kiến từ họ. Điều này có thể giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ một góc độ mới và tìm ra giải pháp hiệu quả hơn. Sự xuất hiện của chính quan giữa tuần mang lại sự ổn định và hỗ trợ đáng kể cho tuổi Ất Tỵ, giúp họ bình tĩnh và tự tin hơn trong việc xử lý công việc. Có vẻ như có ai đó đã hỗ trợ bạn để những rắc rối không gây ra thêm phiền toái trên con đường của bạn vào tuần này. Trong tình cảm thì vận trình của tuổi Ất Tỵ giảm xuống do tính cách kiêu ngạo, nóng nảy và sĩ diện của bạn. Điều này có thể gây khó khăn trong việc tạo và duy trì mối quan hệ bạn bè. Hãy cố gắng kiểm soát tính cách của mình và mở lòng đón nhận ý kiến từ người khác. Các vấn đề mà bạn đang gặp phải chủ yếu liên quan đến căng thẳng. Do đó, giải tỏa áp lực có thể giúp cải thiện sức khỏe của bạn. Hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân trong tuần này. Tuần thứ 3,
từ 16 đến 23 âm lịch. Tuần mới, tuổi Ất Tỵ đem đến nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng đó cũng là cơ hội để bạn thể hiện khả năng và sức mạnh của mình. Hãy cho phép mình cảm thấy thất vọng một chút, sau đó tập trung vào hành động để vượt qua tình huống hiện tại càng sớm càng tốt. Đừng đòi hỏi quá nhiều và hãy hài lòng với những gì bạn đang có. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy bình an và thoải mái hơn, và từ đó dễ dàng tạo ra những ý tưởng sáng tạo mới. Đừng quá buồn bã với những điều đã qua và với những người không xứng đáng. Thay vào đó, hãy dành thời gian để cải thiện cuộc sống, tài chính và mối quan hệ xung quanh bạn. Điều này sẽ mang lại những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Tử vi là cát tinh giúp cải thiện tài lộc của bạn theo thời gian. Bạn sẽ được ủng hộ và yêu mến từ bạn bè và mọi người xung quanh. Khách hàng mới sẽ đến với bạn và bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội kinh doanh mới trong thời gian tới. Hãy tận dụng những cơ hội này để phát triển sự nghiệp và tài chính của mình. Tuần cuối cùng là từ 24 đến 30 âm lịch. Tuần mới hứa hẹn sẽ mang lại cho tuổi Ất Tỵ sự vui tươi, khỏe khoắn và sôi nổi khi bạn tích cực tương tác với mọi người xung quanh và tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi liên hoan. Điều này giúp cho tuần của bạn trở nên nhẹ nhàng, bình yên và không có quá nhiều rắc rối xảy ra. Dù có thể bạn cảm thấy thất vọng trong chuyện tình cảm vì mọi chuyện không diễn ra như ý, nhưng đừng buồn bã, bạn vẫn có bạn bè xung quanh, họ luôn đánh giá cao sự nhiệt tình, trung thành và tận tâm của bạn. Đừng quên rằng sự hỗ trợ và ủng hộ từ họ có thể giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Tuần này cũng là thời điểm tốt để bạn tìm lại động lực để chăm sóc sức khỏe của mình. Hãy chuẩn bị quay lại với việc tập luyện và theo đuổi một thực đơn lành mạnh để duy trì sức khỏe tốt nhất có thể. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tươi mới và năng động hơn trong cuộc sống hàng ngày. Trên đây là phần bói mệnh tháng 8 chi tiết nhất cho con giáp. Nếu cần biết thêm thông tin về lá số của mình, quý vị hãy comment xuống phần bình luận để các bậc thầy tử vi có thể tư vấn chi tiết nhất nhé. Tiếp theo chương trình là phần cải mệnh qua góc nhìn phong thủy và lời khuyên cổ nhân. Hãy cùng Phong Thủy Phát Tài tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé. Đức Phật dặn, muốn hạnh phúc thì trước tiên phải làm được 3 điều này. Hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc là một cảm giác bên trong và chính những chất liệu bên ngoài mới ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Từ quan điểm Phật giáo, mọi người đều có phước lành và hạnh phúc là biểu hiện của phước lành. Theo lời Phật dạy, cách có được hạnh phúc, phước lành bao gồm sức khỏe, giàu có, hiếu thảo, một cái chết tốt đẹp thanh thản và một chuỗi hạnh phúc mà chúng ta theo đuổi. Nhà nào tích lũy việc tốt sẽ có nhiều phúc khí, nhà nào tích lũy điều ác sẽ có nhiều tai họa. Phước lành không phải là may mắn, chúng là một cuộc sống đích thực được tạo ra thông qua chính chúng ta. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, trước tiên hãy trồng một cánh đồng phước lành. Phúc điền là gì? Ruộng có thể tạo công đức, cũng giống như người nông dân cày ruộng và gặt hái mùa màng. Vì thế, ruộng được dùng như một ẩn dụ. Thứ nhất, sống biết ơn. Trước hết là một con người, chúng ta phải học cách biết ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh đã đối xử tốt với chúng ta. Lòng tốt của một giọt nước sẽ được đền đáp bằng một dòng nước. Lời Phật dạy về lòng biết ơn có nói, người vô ơn giống như con nợ, không có khả năng trả nợ, sẽ không có ai sẵn lòng giúp đỡ bạn lần thứ hai. Cha mẹ đã ban cho chúng ta ân sủng để nuôi dạy chúng ta. Thầy cô đã ban cho chúng ta ân sủng để thuyết giảng, học hỏi và giải quyết những nghi ngờ của chúng ta. Bạn bè đã giúp đỡ chúng ta trong những lúc khủng hoảng và gia đình đã cho chúng ta sự ấm áp mà chúng ta cần. Đây đều là lòng tốt. Trong Kinh Địa Tạng, kinh điển của Phật giáo, lòng hiếu thảo được đề cập cụ thể. Thờ Phật cầu Phật, chi bằng có hiếu với cha mẹ. Một sinh mệnh có thể nuôi dạy mình là ân huệ lớn nhất. Giáo viên là người cố vấn trong cuộc sống của bạn. Một chữ hay nửa chữ cũng là thầy, bạn cần phải tôn trọng họ. Còn bạn bè tốt thì sao? Không có bạn bè, bạn sẽ tìm đường đi ở đâu? Bạn bè là cầu nối, là trụ cột của cuộc đời bạn. Không có bạn bè thì khó mà tiến về phía trước. Bạn không nên quên lòng tốt này. Thứ hai là từ bi. Lòng từ bi mọi người đều có thể từ bi, chỉ là bạn có muốn hay không thôi. Tình thương gắn liền với ham muốn cá nhân là ô uế, ích kỷ và không trọn vẹn. Chỉ khi thăng hoa tình thương này thành lòng từ bi thì chúng ta mới có thể đối xử bình đẳng với tất cả chúng sinh và có ích cho mọi người. Cánh đồng đau khổ là để chúng ta bớt ích kỷ và giúp đỡ người khác nhiều hơn.
Cuộc sống là một kiểu thực hành bố thí cho người khác với lòng từ bi, cho dù đó là tiền hay là một cử chỉ ngẫu nhiên, đó là sự cho đi của chúng ta. Người ích kỷ nhìn vào lòng trắc ẩn và cảm thấy rằng cả thế giới nợ họ. Người có phúc nhìn vào lòng trắc ẩn và cảm thấy rằng chỉ bằng cách bố thí cho người khác, họ mới có thể hoàn thiện bản thân. Nhiều người ngày càng nghèo hơn, làm việc ngày càng khó khăn hơn vì đường đi tới hạnh phúc bị chính họ chặn lại. Hãy luôn nhắc nhở bản thân phải giúp đỡ người khác, thậm chí làm việc thiện mà không mong nhận lại điều gì. Kinh Kim Cương có nói, có nhiều phúc đức là của cải lớn nhất. Không thể phủ nhận rằng nếu thực sự có lòng từ bi rộng rãi thì tự nhiên sẽ được nhiều phước đức hơn. Phật giáo tin rằng phúc đến từ sự chăm chỉ, cũng giống như người nông dân muốn thu hoạch vào mùa thu thì phải gieo hạt vào mùa xuân. Muốn có được phúc thì cũng phải tu luyện bằng cả tấm lòng. Con người không nên quá cố chấp, nếu cứ bám chặt vào một điểm thì thường sẽ mất tất cả. Phải mở rộng tầm nhìn, nhìn xa và buông bỏ, phải buông được thì mới nhấc lên được. Đừng tích lũy của cải, hãy tích lũy lòng từ bi và trao đi. Vì của cải ai cũng nên chia sẻ, không nhiều thì ít. Nếu gặp lũ lụt, hỏa hoạn, quan tham nhũng, trộm cướp và con cháu không xứng đáng thì của cải sẽ mất đi trong chốc lát. Tiền chỉ thuộc về bạn khi bạn sử dụng nó. Vì vậy, hãy cho đi nhiều hơn và tạo ra nhiều kết nối hơn. Thứ ba, sống biết tôn trọng người khác. Con người không thể sống chỉ cho riêng mình. Vì vậy, đừng ở đâu cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Phải luôn nghĩ đến người khác và cộng đồng những người xung quanh, mở rộng cái tôi của mình. Đừng chỉ nghĩ đến mình trong mọi việc, mà hãy nghĩ đến người khác ngoài mình, kể cả cha mẹ, anh chị em, bạn cùng lớp, bạn bè, đồng bào và tất cả chúng sinh. Phật dạy cách có được hạnh phúc đơn giản nhất là tôn trọng tất cả những người mà chúng ta nên tôn trọng và những người theo đạo Phật cũng nên được tôn trọng. Kính trọng Tam Bảo, kính trọng tất cả các vị thầy tốt và tất cả những điều có lợi cho người khác và cho chính mình, không làm điều ác, không hãm hại người. Mọi công đức đều xuất phát từ tấm lòng tôn kính của chúng ta. Trong giây phút này, nếu không có tấm lòng này, chúng ta sẽ quên đi những luân lý, những ràng buộc của xã hội. Muốn hạnh phúc thì chỉ việc gì mình làm trước tiên phải làm, rồi chỉ khi học được cách tôn trọng trước tiên thì chúng ta mới biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi người đều có phước lành, nhưng quá nhiều cơ hội và thời gian bị lãng phí vì hành vi liều lĩnh. Cuộc sống là một vấn đề của sự thực hành và công đức cần được trân trọng. Hãy trồng một cánh đồng rộng lớn của những điều tốt lành và phước lành thì trái tim của bạn sẽ rộng mở và vui vẻ. Đừng lãng phí cuộc đời của mình vào việc theo đuổi tình yêu và sắc đẹp, bởi tình yêu và sắc đẹp sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng ta nên nỗ lực trau dồi đạo đức, đó là điều vĩnh cửu. Đã từ lâu, lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế không chỉ có đệ tử của Ngài mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có lần một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không. Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây, có một con vẹt sống trên ngọn núi cao quanh năm phủ đầy tuyết. Chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ vì họ đều bị mù nên không thể bay lượn tự do như chú. Cùng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt, vừa thề rằng nếu mùa này thu hoạch khá, ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống ở trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu cũng là lúc chú vẹt thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng có những bông lúa sai chĩu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt, chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông xem lại bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân, chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà. Tại sao ông lại tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vị thế một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa. Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại, vậy ngươi đem lúa của ta cho ai? Con vẹt đáp lại,
Tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ, vì bố mẹ tôi bị mù. Nghe thấy thế, người nông dân bảo con vẹt rằng, từ nay trở đi, ngươi cứ tới đây, lấy bao nhiêu hạt lúa thì tùy ý, ta sẵn lòng giúp đỡ ngươi. Được biết chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Ngài Sariputta, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của Đức Vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại, vậy các ngươi có biết những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không? Trong khi mọi người còn phân vân thì Ngài cho hay, có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. Làm việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Hầu hết, mọi người thường hay có tâm lý nhường nhịn người ngoài nhưng lại dễ gắt gỏng với người nhà vì chúng ta biết rằng họ dễ dàng tha thứ cho mình. Lâu dần ta khiến tình cảm mai một vì những câu nói vô tình. Bạn nên hiểu rằng chỉ khi đủ nhân duyên thì chúng ta mới có cơ may để cùng sinh trong một nhà hay trở thành họ hàng, người thân của nhau. Chúng ta nếu không biết quý trọng nhân duyên này thì chẳng có duyên lành nào dám xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuộc đời này tuân theo luật hấp dẫn, nếu bạn thể hiện mình thích điều gì thì điều đó càng nhiều lên. Tình yêu thương đơn giản chỉ trao cho người nhà thôi cũng đủ giúp bạn có thêm tình yêu. Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh, với một tuổi già cô đơn, thậm chí là chết trong cô độc. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc cảm thấy khó chịu, bực dọc, tâm bất an, ăn không ngon, ngủ không yên, do có nhiều phiền não. Đức Phật cho rằng phiền não chính là nguyên nhân dẫn đến đau khổ, tội lỗi và sa đọa. Đó là lý do Ngài đã để lại cho hậu thế 7 pháp đoạn trừ phiền não, chấm dứt mọi khổ đau. Hãy cùng lắng nghe quý vị nhé! Vì sao phải đoạn trừ phiền não? Phiền não là những điều không ai muốn có, nhưng cũng không thể tránh khỏi giữa cuộc sống xô bồ này. Nó khiến con người ta chìm trong những cảm xúc tiêu cực như khó chịu, bực dọc, bất an. Bởi thế, theo lời Phật dạy, phiền não chính là nguyên nhân dẫn đến đau khổ, tội lỗi và sa đọa. Tâm an lạc thì không có phiền não, cũng như có ánh sáng sẽ không còn bóng tối. Vậy muốn có được an lạc và hạnh phúc, chúng ta phải biết cách đoạn trừ, tức là diệt tiêu phiền não, không để nó ngự trị trong lòng. Nhưng nói thì dễ hơn làm, bởi đó là một việc không dễ dàng gì, vì phiền não có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi và dẫn dắt chúng ta tạo nghiệp sinh tử luân hồi từ đời này sang đời khác. Để đối trị với vô lượng phiền não, Đức Phật đã dạy cho chúng ta vô lượng pháp môn. Phiền não được ví như bệnh, còn pháp môn được ví như thuốc để chữa lành bệnh. Bệnh nào thì thuốc nấy, cũng như tùy từng loại phiền não mà chúng ta thực tập phương pháp thích hợp để đoạn trừ. Trong Kinh Trung Bộ, bài Kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật đã dạy chúng ta 7 pháp đoạn trừ phiền não, tức là 7 phương pháp tiêu diệt mọi tâm ma nhũng nhiễu chúng ta, đó là dùng tri kiến, phòng hộ, thọ dụng, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt và dùng tu tập để đoạn trừ phiền não. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn về các phương pháp này. Thứ hai là phần Đức Phật dạy 7 pháp đoạn trừ phiền não. Đầu tiên là đoạn trừ phiền não bằng cách tri kiến. Tri kiến là sự thấy biết, sự nhìn rõ. Chúng ta phải nhìn rõ khi nào thì phiền não khởi lên và thấy được nó bắt nguồn từ đâu. Biết được nguyên nhân thì chúng ta mới có thể hóa giải phiền não. Thí dụ nếu người thân trong gia đình qua đời, lẽ thường ta sẽ rất đau khổ. Vậy chúng ta phải ứng dụng Phật Pháp như thế nào để hóa giải phiền não trong lúc này? Đức Phật dạy, những gì hữu hình đều là hữu hoại, có sinh phải có diệt, có hợp phải có tan. Xét lại thân của chúng ta vốn là thứ vật chất giả tạm do tứ đại nương nhau hợp thành, nên một ngày nào đó sẽ phải tan hoại theo quy luật vô thường, sinh lão bệnh tử. Đó là điều hiển nhiên và không thể tránh khỏi.
chúng ta có mặt trên cuộc đời đều mang chung một án tử, chỉ khác là khi ra pháp trường, kẻ trước người sau. Trước đây chúng ta đau khổ than khóc, bây giờ chúng ta hiểu rằng khóc như vậy chỉ thêm sầu bi mà thôi. Có khóc bao nhiêu thì người mất cũng đã ra đi, không thể sống lại được. Hiểu được như thế là chúng ta đang dùng Phật Pháp để đoạn trừ phiền não và hóa giải những nỗi khổ của mình. Như vậy, khi có sự thấy biết đúng đắn, chúng ta sẽ hóa giải được phiền não đau khổ. Đó là Pháp thứ nhất dùng tri kiến để đoạn trừ phiền não mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Thứ hai, đoạn trừ phiền não bằng cách phòng hộ. Phòng có nghĩa là giữ gìn, ngăn ngừa. Hộ có nghĩa là bảo vệ, che chở. Để ngăn nước tràn vào ruộng, làm lúa bị ngập úng, chúng ta đắp bờ đê để ngăn gà heo vào phá vườn rau. Chúng ta làm hàng rào để ngăn kẻ trộm vào lấy cắp tài sản. Chúng ta đóng cửa thật chặt và khóa tủ thật kỹ, đó gọi là phòng hộ. Tương tự như vậy, để ngăn 6 tên giặc, sắc thanh hương vị, xúc pháp, làm nhiễu loạn tâm mỗi chúng ta, phải phòng hộ 6 cửa, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đức Phật dạy rằng, ví như một tòa thành có 6 cánh cửa, mỗi cửa có một ông lính gác. Nếu có một ông lính ngủ gật, không canh giữ được, thì quân giặc sẽ đột nhập vào bên trong và phá nát tòa thành đó. Cũng vậy, nếu không chính niệm tỉnh giác, phòng hộ 6 căn, thì giặc 6 trần sẽ đột nhập vào trong tâm thức, phá hoại hiện căn của chúng ta và làm phát sinh phiền não. Phòng hộ không có nghĩa là nhắm mắt không nhìn, bịt tai không nghe, ngậm miệng không nói, mà là lúc nào cũng chính niệm tỉnh giác. Chúng ta phòng hộ 6 căn bằng cách nhận biết niệm nào khởi, niệm nào diệt, niệm nào chính, niệm nào tà. Từ đó, chúng ta sẽ ngăn chặn và hóa giải được phiền não. Như vậy, phương pháp thứ hai Đức Phật dạy cho chúng ta để đoạn trừ phiền não chính là phòng hộ. Thứ ba, đoạn trừ phiền não bằng cách thọ dụng. Phương pháp thứ ba nhằm diệt trừ mọi phiền não và đau khổ là thọ dụng. Nghĩa là chấp nhận những phương tiện từ bên ngoài để làm cho thân thể hoặc tình huống của ta dễ chịu hơn. Thí dụ như khi trời nóng thì dùng quạt, lạnh thì sưởi, khi đau ốm thì dùng thuốc men. Đạo Phật không chủ trương khổ hạnh, vì thân thể khó chịu thì làm gì có tâm an tịnh cho được. Như vậy, Phật tử không tự ái mà hành xác, ngược lại Phật tử phải săn sóc thân tứ đại, chứ không vì tự ái, vì ngã mạn cống cao mà hành xác. Ngược lại, Phật tử phải săn sóc thân tứ đại này cho đàng hoàng, cho nó khỏe mạnh, để dễ tiến tu, săn sóc đàng hoàng, chứ không chiều chuộng thái quá. Qua các thí dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng, tùy từng hoàn cảnh mà Đức Phật dạy các phương pháp khác nhau để đoạn trừ phiền não, không phải loại phiền não nào chúng ta cũng diệt trừ bằng cách đối trị. Nhiều khi phải thọ dụng, phải thuận theo từng loại phiền não mới có thể giải quyết được. Đoạn trừ phiền não bằng cách kham nhẫn. Phật dạy phương pháp thứ tư đó là kham nhẫn, nghĩa là chịu đựng. Phương pháp này giúp chúng ta tăng khả năng chịu đựng, cố gắng vượt qua những khó khăn thử thách để đoạn trừ phiền não, tiến bộ hơn trên con đường tu tập. Có những phiền não phải được sự kham nhẫn mới đoạn trừ, nhẫn những cái đáng nhẫn và nhẫn những cái không đáng nhẫn. Những xuyên tạc, phỉ báng, ganh tị, hiềm khích, buồn giận. Nếu chúng ta coi chúng là phiền não thì chúng sẽ trở thành phiền não. Ví bằng ta xem chúng như nước chảy qua cầu hoặc gió thoảng mây bay thì tự nhiên chúng sẽ bị dòng nước hoặc là luồng gió cuốn đi mất thế thôi. Kham nhẫn trước những tác động của ngoại cảnh đã khó, nhưng để kham nhẫn trước những ham muốn của nội tâm còn khó khăn hơn. Trước bất kỳ phiền não nào nên biết chịu đựng, nhất định sẽ có ngày chúng ta vượt qua nó. Lúc mới bắt đầu tu, mỗi khi ngồi tụng kinh niệm Phật, chúng ta thường cảm thấy khó chịu, vì bình thường mình không ngồi yên lâu, nay phải ngồi tới một tiếng. Nếu không biết kham nhẫn, chúng ta sẽ than mệt than đau, thế là bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng nếu lúc đó chúng ta tự nhủ với bản thân, thôi kệ, đau một chút cũng ráng, thì sau một thời gian chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ. Như vậy, ngược với pháp thứ ba là thọ dụng để đoạn trừ phiền não, ở pháp thứ tư này, Đức Phật lại dạy chúng ta phải đoạn trừ phiền não bằng cách kham nhẫn. Giống như cây tre, muốn uốn được thì phải hơ qua lửa cho mềm dẻo. Chúng ta muốn tiến bộ trên đường tu thì phải kham nhẫn để vượt qua những khó khăn, thử thách và đoạn trừ các phiền não trong tâm. Video xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các số thú vị và bổ ích sau. Phong Thủy Phát Tài là kênh chia sẻ các kiến thức về tử vi, tướng số, đạo pháp và các phương thức để thay đổi vận mệnh.
Hãy like và theo dõi kênh này để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng và cập nhật những kiến thức nhân sinh thay đổi cuộc đời quý vị nhé.